Xin chào toàn thể quý khách hàng. Hiện nay đang là 5 giờ chiều và cơ sở bên em là đang có mặt ở tại Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cơ sở bên em là đến bàn giao cho gia đình nhà anh Hà một bộ tranh tứ quý. Vâng, bộ tranh tứ quý cỡ khủng. Và bên này là một đôi cá phúc đức, được hai sản phẩm thì đều được cơ sở bên em là làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá và được đục kênh bong cực kỳ là sắc nét ạ. Thứ nhất là cái bộ tranh tứ quý này thì với tổng kích thước phủ bì nó rơi vào là 1m45, rộng 61, cả 4 tấm nó sẽ rơi vào khoảng hơn 2m4 các bác nhé. Bộ tranh thì vừa mới được cơ sở bên em là gọi là treo lắp trên cái không gian phòng khách của gia đình. Thì sau đây cùng cơ sở bên em là tiến lại gần hơn để thăm ngắm về sản phẩm anh chị nhé. Đây, tấm đầu tiên em muốn giới thiệu với mọi người đó là cảnh mai á. Vâng, đây. Sản phẩm thì treo hơi cao một chút xíu thì em sẽ cố gắng là đưa camera lại gần để quay cũng như là giới thiệu đến quý anh chị. Thì như mọi người nhìn thấy thì sản phẩm thì đều được cơ sở bên em là phun trần. Vâng, hương đá phun trần thì sẽ lộ nguyên vân anh chị nhé. Vâng, vân veo vẫn lộ nguyên si này. Đó, đây tấm mai, cảnh mai. Cảnh mai thì sẽ tượng trưng cho mùa xuân. Ở bên cạnh cảnh mai này là cảnh trúc ạ. Cảnh trúc này thì sẽ tượng trưng cho mùa. Thì như mọi người nhìn thấy là toàn bộ các cái chi tiết thì sẽ đều được cơ sở bên đây là móc tỉa kênh bong này. Phun trần nên là ở vân gỗ nó vẫn lộ nguyên si. Và cái lớp sơn như mọi người nhìn thấy nó rất là mỏng. Mỏng sơn đấy chị nhá. Đó. Bên này là cảnh cúc. Đó, cảnh cúc. Toàn bộ các cái chi tiết này sẽ đều được kênh bong móc tỉa rất là đẹp này. Đó. Cúc kê đấy ạ. Hình ảnh của những chú gà này, gia đình gà này. Đó. Cảnh cúc này thì sẽ tượng trưng cho mùa thu, sẽ biểu tượng cho may mắn cũng như là trường thọ. Vâng, bên này là cây tùng. Cây tùng thì sẽ tượng trưng cho mùa đông. Đây, như mọi người thấy là toàn bộ sẽ đều được là kênh bong chi tiết rất là đẹp anh chị nhá. Đó. Đây, mời quý anh chị đến cùng cơ sở bên này ngắm lại một phần nữa tổng thể của cả bộ tranh nhé. Vâng. Đó. Thì khi mà mọi người treo thì mọi người có thể là khoảng cách giữa các tấm sẽ tùy theo cái không gian của mọi người. Khoảng 10 phân hoặc là 20 phân nó sẽ tùy theo cái không gian của mọi người. Vâng. Tiếp theo bên này thì em xin giới thiệu đến mọi người một cái đôi cá phúc đức. Đôi cá này thì được cơ sở bên em làm với kích thước là 1m27, rộng 42 và dày 6 phân. Và cũng đều được làm từ chất liệu là gỗ hương đá. Sản phẩm thì sẽ được cơ sở bên em là hoàn thiện PU. Vâng, còn với việc mà mọi người dát vàng như này thì sẽ tùy theo yêu cầu của mọi người nhé. Các nào có nhu cầu dát vàng thì sẽ báo cho cơ sở bên em. Đây, các cái chi tiết thì sẽ đều được em móc tỉa kênh bong rất là đẹp. Đó, đây. Đôi cá cũng được dát vàng rất là đẹp anh chị nhé. Đó, đây. Đây, rất là đẹp này. Toàn bộ các chi tiết này sẽ đều được móc tỉa kênh bong hết ạ. Vâng, bên này là chữ gương, chữ phúc nữa. Đây. Đấy. Rất là đẹp các bạn nhé. Và quý anh chị có nhu cầu quan tâm về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp giúp em qua hotline là 0837 309 307. Hoặc quý anh chị có thể về trực tiếp tại cơ sở bên em có địa chỉ tại làng nghề số 54, làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên, Hà Nội. Dạ vâng, rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái video của cơ sở bên em ngày hôm nay. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ.